Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ khi Chúa Giêsu xuống thế làm người thì Ngài đã thiết lập nước của Ngài, vương quốc của Ngài trên thế gian, mặc dù không thuộc về thế gian. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã hứa: ta sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta như thế. Và đặc biệt, Chúa còn ở lại với chúng ta một cái sống độc hơn trong cái bí tích thánh thể. Chúng ta vẫn tin như thế. Nhưng tại sao chúng ta sống trong nước của Thiên Chúa mà thấy khốn khổ? Tại sao chúng ta là những tín đồ của đạo tin mừng mà đời của chúng ta thấy thang lên thang xuống khổ lắm? Anh chị em có biết tại sao không? Tại sao cuộc sống của chúng ta xem ra cũng không được hoan lạc bao nhiêu so với những người không biết Chúa? Thưa, bởi vì chúng ta bị Satan lừa dối, lừa bỏ Thiên Chúa để quay lại tôn thờ chính mình. Chúng ta tôn thờ cái tôi của mình. Mỗi một người đều có một cái tôi rất vĩ đại. Chúng ta đặt cái tôi đó trong cung thánh, đền thờ tâm hồn của chính mình, chứ không phải là Thiên Chúa. Tôn thờ mình tức là chúng ta đóng cửa tâm lai, không để cho tình yêu và hạnh phúc tràn vào được. Chúng ta biết Thiên Chúa quá ít, không dám buông bỏ tất cả để lao vào lòng Chúa. Chúng ta vẫn siêng năng cầu nguyện, cầu cạnh đó, xin Chúa giúp cho tay qua nạn khỏi. Nhưng mà chúng ta cứ bám chặt cái tôi ích kỷ của mình. Thiên Chúa thì luôn luôn giang rộng vòng tay, muốn ôm chúng ta vào lòng. Ngài luôn luôn mở rộng trái tim, mời gọi chúng ta vào. Biết bao nhiêu lần Ngài gọi rồi: con ơi, hãy vứt bỏ cái tôi xấu xí của con đi, để vào đây trong trái tim Cha. Anh chị em đã nghe thấy Chúa gọi như vậy bao giờ chưa? Chúa gọi nhiều lắm rồi. Mỗi một trang kinh thánh đều chất chứa những lời mời gọi, buông bỏ những cái giả tạo trần gian để chúng ta lao vào lòng Chúa. Thế nhưng chúng ta trả lời Chúa ra sao? Chúng ta thường chối bỏ lời mời gọi yêu thương. Không, con không chịu đâu. Vào trong trái tim Chúa thì con phải tin giống Chúa, con phải yêu vô biên, con phải tha thứ không giới hạn. Mà yêu thì phải cho đi, con tiếc lắm. Tha thứ thì chúng ta chỉ xin Chúa, lạy Chúa xin cho con được thật nhiều tình, tiền, tài là được rồi, bảo. Chứ chúng ta không có xin cho ta chính trái tim Chúa. Và rồi chúng ta thấy Chúa cũng rất nhân từ. Chúa đành buồn rầu chiều theo ý chúng ta. Và bây giờ thì thưa quý ông bà, cả chúng ta đã từng được mến yêu rồi, tình có rồi, tiền có rồi, tài có rồi. Thế mà giờ đây chúng ta vẫn thấy nó chả sướng gì cả.
muốn cho hạnh phúc thật, hạnh phúc bền vững thì phải nên giống Chúa. Mà nhưng Chúa là gì đây chị em? Chắc ai cũng trả lời được đúng không? Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là gì? Trả lời có nào? Thiên Chúa là gì? Ừ, tình yêu. Có một hôm Đức Thánh Cha Francisco bị một em bé chất vấn. Thưa Đức Thánh Cha, con xin hỏi, trước khi tạo thành thế giới thì Thiên Chúa là cái gì? Vì nó nghĩ rằng khi Thiên Chúa tạo thành thế giới thì Thiên Chúa phải vất vả chăm sóc, canh coi, gìn giữ thế giới tồn tại. Thiên Chúa có việc làm không? Vậy thì trước khi Thiên Chúa tạo thành thế giới thì Thiên Chúa làm cái gì? Trẻ con nó có những cái câu hỏi mà đôi khi người lớn rất khó trả lời. Nếu như anh chị em thì anh chị em trả lời làm sao? Thiên Chúa làm gì khi chưa tạo thành thế giới? Đức Thánh Cha trả lời: Con ơi, trước khi Thiên Chúa tạo nên vũ trụ thì Thiên Chúa yêu nhau. Và rồi Thiên Chúa yêu nhau. Nhưng mà tình yêu ấy quá lớn, cho nên Thiên Chúa cần phải tạo nên cái vũ trụ để trao tâu tình yêu ấy ra. Và cái vũ trụ này chúng ta biết nó rất to lớn, mênh mông bao la, không biết đâu là bến bờ. Nhưng mà nó không phát ra được một giọt tình yêu đâu. Không. Vậy thì Chúa tạo cho nó làm cái gì? Thưa, để làm quà tặng. Là một món quà tặng cho con người. Và thế là Thiên Chúa tạo dựng lên loài người. Thì chúng ta mới đến loài người và tặng ban cho nó cả cái vũ trụ này. Đồng thời tặng ban cho nó một cái khả năng yêu thương, có nghĩa là giống như Thiên Chúa vậy. Và Thiên Chúa những ước mơ con người sẽ được hạnh phúc y như Thiên Chúa vậy, không có đau khổ. Nhưng mà ma quỷ nó lại cám dỗ loài người: đừng có giống như Thiên Chúa, hãy quay về chính mình, chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của mình, hãy ly khai Thiên Chúa, tìm cách lên ngang hàng Thiên Chúa, vượt quyền Thiên Chúa bằng cách là ông bà cứ lấy cái quả cấm này đi, ông bà sẽ được ngang cơ với Thiên Chúa. Và từ đó cho đến nay, thưa quý bà anh chị em, chúng ta vẫn liên tục bị ma quỷ nó lừa dối. Thay vì chúng ta giống hệt như Thiên Chúa, chỉ biết yêu, yêu là cho đi, yêu là hy sinh, yêu là quên mình, yêu là luôn luôn tận tâm lo cho người khác, chào tâm những em sự tốt lành của mình cho người khác. Và đối lập với tình yêu là ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là yêu mình có nghĩa là không yêu người khác, là bắt người khác hầu hạ mình, phục vụ mình, tôn thờ ý riêng mình. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã cho con của Ngài xuống để dạy cho chúng ta biết yêu là như thế nào. Yêu là bỏ hết mình đi, và Chúa đã bỏ mình đi, hy sinh cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Chúa đấy, tình yêu đó, con đường dẫn đến hạnh phúc là đó. Ma quỷ thì không ngừng cám dỗ chúng ta đừng nghĩ đến đó, đừng yêu, đừng thương, đừng tha thứ, hãy làm cho người chung quanh khổ bao nhiêu có thể, hãy che lấn nhau. Nhưng chị em bước vào hôn nhân, Thiên Chúa cũng mong tái tạo lại tình yêu trong tâm hồn anh chị em. Nhưng mà rất sâu chúng ta không nghe lời Chúa và nghe ma quỷ. Chúa bảo các con hãy yêu nhau,
chồng yêu mà như Đức Kitô yêu hội thánh, vợ kính trọng chồng như hội thánh kính trọng Đức Kitô. Nhưng mà chỉ được mấy bữa chúng ta quên lời dạy của Chúa, nên nghe ma quỷ, quỷ nó bảo, nó xui người chồng hãy tra tấn người vợ cho nó chết dần chết mòn, nó xui người vợ hãy tìm cách làm khổ chồng, nó xui chúng ta cãi nhau chửi. Nhưng Chúa đã nêu tấm gương của sự từ bỏ, mà Thiên Chúa là hạnh phúc truyền miên hạnh phúc đời đời. Chúng ta không dám bước theo chân Chúa để chiếm lấy hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta cứ nghe lời suy bậy của ma quỷ. Người chị em mỗi một bậc ngày thứ năm chúng ta tụ họp nhau nơi đây để kính lòng thương xót của Chúa. Thank you.
chúng con nghe lời cha và con người tôn hô. Chúa cứu thương và theo thế thức người này chúng ta.
xin đừng theo tôi chúng con nên liên hệ đến đức tin của hội thánh Chúa xin ban đức ban cho hội thánh được vị an cả ở theo theo đây Chúa Chúa ẩn sâu và hiển thị của trời. Amen. Vị an của Chúa ẩn ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an. Thank you.
Xin mời cùng ngồi. Lạy Thánh Thánh Tử Giáo Việt Nam, là ông đạo của cha trên trời, là chứng nhân anh dùng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương cha Thánh Tử Giáo, mà lạy ra thánh trai tìm được Chúa.